Nó ăn cà chua các bạn ạ. Cà chua đang bị loại trung bình, gọi là con bé gần nửa quả này. Có nha, nhưng mà ông dàn coi chút đi. Đấy là cách ăn cà chua. Cà chua các bạn nhé. Để quả nhỏ thì rất dễ ăn, nhưng quả to ấy, cắn miếng đầu tiên xong mới để hút cái ngựa cà phê trắng đấy, sau mình cắn nó sẽ không bị bạn ra ngoài. Nghĩ rất là đơn giản như vậy là bị quyết đấy. Thành cái chùa ăn có to đây nhỉ. Ăn có to. Thơm thơm thơm.